các bạn cùng đến với kinh Y Lực Sống của tôi. Mời các bạn cùng lắng nghe bài suy niệm ngày 24 tháng 6, ngày mà giáo hội mừng lễ kính sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Nhưng thưa các bạn, Gioan Tẩy Giả là ai? Ngài là con của thầy tư tế Zacharia và bà Elizabeth, chị họ của Đức Maria. Hai ông bà đã lớn tuổi nhưng vẫn chưa có con. Cả hai không ngừng cầu khẩn, xin Chúa ban cho một người con để nối dõi tông đường. Nhận thấy lòng đạo đức của hai ông bà, Chúa đã dũ lòng thương sai sứ thần đến báo tin: Này Zacharia, đừng sợ, Chúa đã nghe lời khấn nguyện của ngươi. Vợ ngươi sẽ sinh một con trai và ngươi sẽ đặt tên là Gioan. Zacharia hoài nghi, vì thế Chúa đã để ông bị câm trong suốt 9 tháng trời cho đến ngày đặt tên cho Gioan. Gioan Tẩy Giả lớn lên và được giáo dục trong bầu khí đạo đức của truyền thống của gia đình. Đến năm thứ 5 đời hoàng đế Tiberio, tức năm 28 sau công nguyên, có tiếng Chúa gọi Gioan trong hoang địa, tức vùng đồi núi Judea. Trong đó, Gioan đã sống khắc khổ, ăn châu chấu, uống mật ong rừng, mặc áo lông lạc đà và thắt lưng bằng dây da thua. Thánh Gioan đã tóm tắt tất cả cuộc đời của mình trong câu châm ngôn: Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại. Vâng, thưa các bạn, Gioan muốn nhỏ lại trong tất cả mọi cử chỉ và cách sống khiêm nhượng của Ngài. Gioan Tẩy Giả đã nhỏ lại để Chúa Kitô được lớn lên, ngay cả khi đối diện với sự chết trước quan quyền. Qua đó, Gioan đã loan báo một cách hùng hồn về chính cái chết của Chúa Giêsu. Gioan đã nhỏ lại bằng chính sự nhận thức được ơn gọi mà Chúa giao phó cho ông: Tôi chỉ là tiếng kêu trong sa mạc, có người đến sau tôi nhưng cao trọng hơn tôi. Tôi chỉ đáng sắp xếp cho Ngài. Tin mừng Thánh Marco chương 1 câu 7. Các bạn thân mến, trong ngày lễ kính mừng sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta muốn cầu xin điều gì với Ngài? Nếu không phải là được bước đi từng bước trong khiêm nhường, cần phải nhỏ lại để Chúa Kitô lớn lên. Trong từng bước nhỏ lại ấy, chúng ta hãy đặt mình dưới cây thập giá Chúa Giêsu. Chỉ qua hình ảnh đó, những nghịch cảnh, những đau thương, những nghi ngờ và ngay cả những cái chết từng ngày sẽ mang lấy ý nghĩa cho chúng ta. Và ý nghĩa ấy là gì nếu không phải là sự lớn lên của Đức Kitô trong chúng ta? Với ý nghĩa đó, tôi liên tưởng đến một câu chuyện ngụ ngôn của La Fontaine về con ếch và con bò. Câu chuyện ngụ ngôn ấy đại khái như thế này: Ngày kia con ếch nhìn thấy một con bò thật to lớn và vĩ đại, thật cực kỳ và hết ý. Thế là con ếch liền mong sao cho mình cũng được to lớn và vĩ đại, cực kỳ và hết ý như vậy. Từ tư tưởng biến thành hành động, từ ước muốn đi tới việc làm. Con ếch bắt đầu hành động là uống nước cho bụng mình được phình to. Cứ như thế và cứ như thế, nó uống mãi uống hoài, nhưng vẫn chưa to được bằng con bò. Rồi nó lại tiếp tục uống. Và rồi một tiếng nổ vang lên, bụng của nó vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ. Thưa các bạn, câu chuyện ngụ ngôn này cho chúng ta thấy từ thẳm sâu của cõi lòng là ai cũng muốn nâng mình lên, chứ chẳng ai lại thích hạ mình xuống. Ai cũng ươm mơ giấc mộng của Adam và Eva, đó là được lớn lên bằng Thiên Chúa. Nhân ngày mừng kính sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay,
Chúng ta hãy cùng nhau tự suy nghĩ lại. Chúng ta có thực sự nhỏ lại trong cái nhìn hẹp hòi ích kỷ của chúng ta? Chúng ta có nhỏ lại trong những ham muốn ganh tị bất chính của chúng ta? Chúng ta có nhỏ lại trong hận thù nhỏ nhen của chúng ta? Thì lúc đó, Đức Kitô mới thực sự lớn lên trong chúng ta. Ngợi khen Chúa Kitô, chào tạm biệt các bạn và chúc các bạn có được những giây phút cuối tuần thật tràn đầy an vui dưới sự che chở của Mẹ Maria.